Vào ngày rằm tháng 8 mỗi năm thì người ta thường tặng nhau những chiếc bánh trung thu với ý nghĩa chúc cho mọi điều trong cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Do đó mà chiếc bánh trung thu không chỉ là món ăn mà còn là món quà có giá trị tinh thần không thể thiếu cho ngày Tết Trung Thu của Việt Nam. Thông thường mọi người sẽ lựa chọn việc mua bánh trung thu có sẵn tại các cửa hàng. Tuy nhiên vẫn còn không ít người thì muốn tự tay mình làm ra những chiếc bánh trung thu. Vậy có những cách làm bánh trung thu đơn giản nào mà lại không cần dùng lò nướng? Thì hãy để blog ẩm thực hướng dẫn cho bạn nhé! Bánh trung thu lạnh có lớp vỏ được làm bằng bánh dẻo, phần nhân thì thơm mát, màu sắc bắt mắt. Được giữ lạnh thì bánh mang một hương vị ngọt dịu và dễ chịu. Nguyên liệu bao gồm 100g bột nếp chín, bột nếp rang hoặc là bột nếp dẻo, 40g đường bột, icing sugar, 65ml nước, 15g mỡ trừ, vegetable softening, một thực phẩm tự chọn. Nhân hạt sen, đậu đỏ hoặc là tùy theo sở thích. Khuôn bánh trung thu. Cách làm như sau. Trộn 100g bột nếp chín và 40g đường bột ở trong tô. Thêm 15g mỡ trừ và hỗn hợp bột ở trên. Tiếp tục thêm 65ml nước lạnh và hỗn hợp bột và nhào đến khi thành khối bột dẻo. Chia phần bột làm đôi, tạo hai màu khác nhau bằng màu thực phẩm rồi sau đó nhào bột. Chia bột bánh dẻo thành các phần khoảng 30g. Chia nhân sen, đậu đỏ thành các phần 30g và vo thành từng viên. Sau đó áo một lớp bột khô, cho một bánh dẻo ra bàn, rồi nhào sơ, vo tròn, cán dẹt. Kế tiếp cho nhân sen và đậu đỏ vào giữa, túm mép bột lại rồi vo tròn lần nữa. Phết một lớp dầu ăn vào khuôn, cho bánh vào rồi dùng tay nhấn mạnh để tạo nên hình là đã hoàn thành rồi đó. 2. Cách làm bánh trung thu khoai tím ngon miệng và bắt mắt. Thêm một cách làm bánh trung thu mà không cần lò nướng này nhá. Bạn có thể thay đổi màu sắc của bánh trung thu để trông bắt mắt hơn và hấp dẫn hơn. Cách tạo màu thì vô cùng đơn giản, không cần sử dụng phẩm màu thực phẩm, chỉ cần nguyên liệu tự nhiên là đủ rồi. Nguyên liệu cần có: khoai lang tím 500g, nhân đậu xanh khoảng 300g, có thể mua sẵn ở bên ngoài. Đường 120g, dầu ăn 20ml, sữa đặc. Các bước thực hiện như sau. Bước 1. Sơ chế khoai lang. Khoai sau khi mua về thì bạn đem rửa sạch, sau đó gọt vỏ, ngâm vào trong nước lạnh để tránh bị đen. Sau đó sắt thành từng miếng hình quân cờ. Bước 2. Là hấp khoai lang. Bước 3. Nghiền nát khoai lang. Lấy khoai tím đã hấp chín vào bát, sau đó dùng muôi nghiền thật nát khoai ra. Và có thể cho khoai qua dây để loại bỏ sơ khoai đi, phần nhân bánh thì sẽ ngon hơn. Sau đó bạn có thể cho một ít sơ đặc vào để bánh có vị ngọt và thơm hơn. Bạn có thể nếm thử để xem vị ngọt đã vừa miệng hay chưa. Bước thứ 4. Sắt khoai thành từng miếng nhỏ để nặn bánh. Nhân đậu xanh cũng vò thành từng viên nhỏ. Sau đó bạn cũng cho bánh vào khuôn và tạo thành hình bánh như cách làm bánh đầu tiên. Vậy là bạn đã làm xong một bánh trung thu từ khoai lang tím và đậu xanh cực kỳ đơn giản rồi nhá. Bạn có thể thưởng thức ngay và luôn bạn nhá. 3. Cách làm bánh trung thu rau câu vị bơ. Thay vì làm bánh bằng bột nếp thông thường thì năm nay hãy thử đổi vị bằng cách làm bánh trung thu không cần lò nướng từ bột rau câu này mà xem. Vị mát lạnh lại béo ngậy, tan ngay ở trong miệng, rất đáng để thử bạn nhé. Nguyên liệu cần có 20g bột rau câu, 200g đường, 250ml nước cốt dừa, 400ml sữa tươi có đường và 600g thịt bơ chín. Các bước thực hiện như sau. Bước 1. Pha bột làm nhân. Cho 1/3 bột rau câu, cấp 1/3 lượng đường và một chiếc nồi nhỏ. Dùng đũa khuấy đều hỗn hợp, rồi cho nước cốt dừa vào, khuấy đều lần nữa rồi đun sôi rồi tắt bếp. Nhanh tay đổ hỗn hợp ra khuôn để cho thạch đông lại. Bước 2. Là làm phần vỏ bánh. Trong lúc chờ đợi rau câu đông lại thì bạn tiến hành làm phần nhân để tiết kiệm về thời gian. Cho toàn bộ phần thịt bơ và 2/3 lượng sữa tươi vào máy xay, sau đó xay nhuyễn. Tiếp tục cho lượng bột thạch cộng với đường cộng với sữa tươi còn lại vào trong nồi cùng với hỗn hợp bơ ở phía trên, khuấy đều rồi lại đun sôi và tắt bếp.
Bây giờ thì hãy nhanh tay để múc hỗn hợp này vào trong khuôn của bánh trung thu, nhưng mà chỉ cho vào đến 1/3 khuôn thôi nhé. Sau đó cho một ít nhân cốt dừa vào, rồi lại đổ hỗn hợp bơ ở bên trên cho đầy khuôn. Nhanh tay làm hết nguyên liệu, đợi khi thành đông cứng thì tách ra khỏi khuôn và sử dụng thôi nhé. Và để thưởng thức món bánh này ngon nhất, hãy cho bánh vào ngăn mát của tủ lạnh để một lúc cho mát rồi ăn bạn nhé. 4. Cách làm bánh trung thu dẻo nhân custard. Một loại nhân bánh không hề mới lạ, tuy nhiên khi được dùng làm nhân bánh dẻo thì lại có hương vị khác biệt, khiến cho nhiều người ăn mà nghiện luôn nhé. Nguyên liệu cần có: phần vỏ bánh, bột làm bánh dẻo 400g, đường 250g, bột bắp 100g, sữa tươi 1 lít, bơ. Phần nhân bánh bao gồm bột mì 60g, bột bắp 60g, bột custard 120g, đường 240g, sữa 900ml, trứng gà 2 quả và bơ. Các bước thực hiện như sau. Bước 1. Làm vỏ bánh. Cho bột bánh dẻo và bột bắp vào trộn đều với nhau. Chuẩn bị một chiếc nồi nhỏ, cho sữa, bơ và đường, sau đó khuấy đều, rồi bật lửa nhỏ và nấu sôi cho bơ tan hết rồi tắt bếp. Cho hỗn hợp này và hỗn hợp bột ở trên, trộn đều và nhồi thành cục bột mềm mịn. Bước 2. Làm nhân. Trừ bơ ra thì bạn cho tất cả các nguyên liệu làm nhân vào cùng một bát, trộn thật đều lên. Sau đó bắc chảo lên bếp, cho bơ vào nấu tan chảy, rồi cho hỗn hợp nhân vào chảo nấu với lửa nhỏ, cho đến khi thấy hỗn hợp này sánh lại thì tắt bếp. Bước thứ 3 là nặn bánh. Cách nặn món bánh này cũng tương tự như cách làm các loại bánh ở trên, cho nhân custard vào giữa rồi vo tròn lại, cho vào khuôn, ấn xuống. Sau đó lấy bánh ra và thưởng thức mà thôi. Vậy là bạn đã có 4 cách để làm bánh trung thu mà không cần dùng lò nướng rồi. Hãy thử làm để cả gia đình cùng thưởng thức bạn nhé!